Thôn vệ tinh không tập 98 và tập 99, vũ trụ dòng binh, hình ảnh trên bầu trời, thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bích Nham Tinh, quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp thuộc Hắc Long Sơn Đế Quốc. Đây là đầu mối then chốt quản lý 6 nước phụ thuộc lớn chung quanh. Nói về tầm quan trọng thì còn hơn cả đế đô tinh của văn minh sơ cấp. Nơi này tự nhiên có chi nhánh ngân hàng của hai đại ngân hàng chùm cả vũ trụ là ngân hàng tinh hà vũ trụ và ngân hàng đệ nhất vũ trụ. Trong vùng phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố, đoạn đường Tấc đất Tấc vàng. Một kiến trúc mỹ lệ đẹp đến rung động lòng người đang đứng sừng sững ở đó. Hơn nữa, chung quanh nó có một bãi cỏ diện tích trên 3 km vuông. Ở nơi Tấc đất Tấc vàng này, phương viên 3 km vuông mà không có kiến trúc gì, chỉ là bãi cỏ, đủ loại cây cối hoa cỏ, quả thực là quá xa xỉ lãng phí. Trên đường một vài nhân loại từ tinh cầu khác khi nhìn thấy tòa kiến trúc này, trong mắt đều có vẻ hâm mộ, vì đây là ngân hàng tinh hào vũ trụ to quá thật đẹp la phong và lôi thần ngẩng đầu nhìn kiến trúc mà tòa có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật hoa cả mắt có khí thế làm sao xây được như vậy nhỉ đôi mắt hồng lóe sáng ba đại hiệp đến từ địa cầu giống như hai lúa ở nông thôn thán phục nhìn kiến trúc cao lớn đó building ngân hàng tinh hào vũ trụ này hoàn toàn được xây để tạo hiệu quả như một dòng sông tinh không lập thể nhìn kiến trúc cứ như đối mặt với tinh không đang đập vào mặt lần trước ở cầu long tinh ta đã đi vào một lần nhưng thấy lại vẫn rất chấn động xem kìa kể cả người ra vào ngân hàng mà khí thế cũng khác hẳn lôi thần gách đầu ra hiệu cho la phong nhìn ra xa đích xác thỉnh thoảng có những người đi qua lại ngân hàng tinh hào vũ trụ nhìn khắp chung quanh hiển nhiên khí thế rất khác dù sao người có tài khoản thấp nhất ở nơi này cũng phải là một ước đồng hắc long người giàu nhất một tinh cầu bình thường cũng chỉ như vậy mà thôi đi chúng ta đi vào la phong nói ươm hồng lôi thần cũng tràn ngập chờ mong ba người sóng vai cùng đi về phía cánh cổng ngân hàng xa xa trên đường có những người đi đường lui tới thấy ba người đi về phía cổng ngân hàng tự nhiên cảm thấy rất hâm mộ khi nào thì họ cũng có thể tiến vào ngân hàng tinh hào vũ trụ nhỉ cánh cổng ngân hàng tinh hào vũ trụ cao lớn vô cùng như được phủ một tầng nước chảy như rèm nước trong chuyện thần thoại địa cầu cái khác nhau duy nhất là thứ nhìn như nước chảy này kỳ thực là một loại hiệu quả ánh sáng nếu không phải là khách hàng cũ của ngân hàng mới mở tài khoản sẽ đi bên kia. La Phong rất quen thuộc nói. Nhưng ta là khách hàng cũ, các ngươi theo ta, có thể đi thẳng vào cửa chính, xuyên qua nước vào. Bên trong vô cùng rộng rãi, đại sảnh tuyệt đẹp làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Tiên sinh xin chào, xin qua bên này tạm thời nghỉ ngơi, hôm nay khách hàng hơi nhiều, xin lỗi. Một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, mặc áo động phục ngân hàng tinh hà mỉm cười khom mình hành lễ. Hiểu rồi. La Phong thấy dãy sofa, đã có 12 cái đã có khách hàng đang ngồi. Ba người La Phong cũng dựa theo thứ tự mà ngồi ở cái thứ 13, bên cạnh sofa tự động hiện lên màn hình, trên màn hình xuất hiện đủ loại danh mục. Muốn uống gì, đều miễn phí cả. La Phong nói. Hả? Hồng, lôi thần đều quan sát vẻ hứng thú. Họ lặng lặng chờ đợi. Một nhóm khách hàng tiến vào trong phòng khách, sau đó lại có khách hàng mới tới xếp hàng. Khi La Phong được đẩy lên thứ ba, cả căn phòng khách đã có 16 nhóm người. Giao, La Phong đột nhiên cảm giác đại sảnh vốn im lặng thoáng cái ảo lên. Đó là một loại những tiếng thì thào rất rõ. Phải biết là, có thể đi vào ngân hàng tinh hào vũ trụ đều là người rất có thân phận, cho dù có kiêu ngạo đắc ý ở nơi khác, khi tới đây cũng phải cố gắng biểu hiện mình là người văn minh, do đó tiếng xì xào là việc rất quỷ dị. Ờ, La Phong quay đầu nhìn lại. Trong đại sảnh có ba người đang đi vào. Người đi đầu, mặc quân phục tác chiến màu đen, cả người vô cùng cường tráng, cao hai thước. Một người da đen ở trán hắn còn có con mắt thứ ba người cuối cùng toàn thân phủ kín trong hắc bào điểm tương tự duy nhất ở ba người là ở trước ngực trái có đeo huân chương huân chương có hình cơn sóng huyết sắc trên đó có một tinh cầu đây là đồng tử la phong co lại ở mạng vũ trụ giả định ta đã thấy đồ án này rồi lôi thần cũng thì thào bên cạnh trong đại sành những khách hàng khác vì thân phận mà phải kiềm chế ấy ai nấy đều khẩn trương tới nín thở hoặc là cuồng nhiệt tôn kính nhìn ba người vừa mới đi vào, thì Thảo nói với bạn bè. Vũ trụ dòng binh, dòng binh chính thức của vũ trụ. Có thể gặp tới ba vũ trụ dòng binh, lại là vũ trụ dòng binh nhất tinh. Ba vũ trụ dòng binh, ở loại tinh cầu như bích nham tinh này, mà có thể thấy họ thì quá, quá, kích động, kích động vô cùng. Kể cả ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần, tất cả khách nhân trong chi nhánh ngân hàng tinh hào vũ trụ trên bích nham tinh, thậm chí cả nhân viên phục vụ đều kích động vô cùng. Vì, ba người này chính là vũ trụ dòng binh, đoàn thể biêu hãn cường đại nhất trong vũ trụ, mọi người đều phải tôn kính. Thế lực lớn lớn nhất vũ trụ, liên minh dòng binh vũ trụ. Trên 99% vũ giả, tinh thần niệm sư cường đại, đều ra nhập vào liên minh dòng binh vũ trụ. Mặc dù liên minh dòng binh vũ trụ tương đối rời rạc, nhưng trong vũ trụ mênh mông, bất kỳ một quốc gia vũ trụ nào cũng không dám đắc tội với liên minh dòng binh vũ trụ. Lúc trước sư phụ La Phong, chủ nhân vẫn mặc tinh hồ diên bác, chính là một thành viên của nó cấp hành tinh chỉ có thể xem như thám hiểm cấp hành tinh mới có tư cách tiến hành sát hạch đạt được danh hiệu song binh vũ trụ thực tập cấp vũ trụ mới có tư cách tham gia sát hạch vũ trụ song binh nhất tinh giới chủ có tư cách tham gia sát hạch vũ trụ dong binh tam tinh mà cũng chỉ là có tư cách tham gia sát hạch thôi sát hạch vũ trụ dong binh khó khăn rất lớn do đó chính thức trở thành dong binh vũ trụ nhất tinh đều phải trải qua sàng lọc trong các cấp vũ trụ thậm chí còn có một bộ phận vực chủ không thể thông qua sát hạch nhị tinh, vẫn còn là nhất tinh. Điều này nói lên, ba vũ trụ dòng binh trước mắt, tối thiểu phải là ba cấp vũ trụ, không biết chừng có thể là vực chủ. Vũ trụ dòng binh, đây là một danh hiệu làm cho người ta phải sinh ra kính ý, họ lang bạt trong sinh tử, lần lượt trải qua các loại nguy cơ, họ có thực lực vô cùng cường đại. Đây là một đoàn thể mà vô số chủng tộc nhân loại trên vũ trụ đều phải tôn kính, sùng bái. Có lẽ có những người là cấp vũ trụ, nhưng họ nhát gan không dám làm dòng binh hoặc nói căn bản không có năng lực sát hạch song binh sát hạch vũ trụ dòng binh có thể nói là sát hạch nghiêm khắc nhất mức tử vong cực cao ba vũ trụ dòng binh là phong cảm thấy tim đập ra tốc cường giả có thể chiến đấu trên bạch oải tinh hồng nhìn ba vị vũ trụ dòng binh trong lòng cảm thán làm người mạnh nhất trên địa cầu từ trước tới nay hồng lúc này nhìn vũ trụ dòng binh cao cao tại thượng cũng phải hâm mộ rồi sẽ có một ngày ta cũng phải trở thành một vũ trụ song binh. Vũ trụ song binh là biển chữ vàng, có lực chấn nhiếp hơn bất kỳ cường giả cấp vũ trụ nào. Vì đã là song binh, thì cơ hồ đều có đồng đội, đồng đội họ cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa đồng đội đều cùng trải qua sinh tử. Cho dù gia tộc Nạc Lam Sơn cũng không dám trêu vào ba vũ trụ, song binh trước mắt này, trừ phi muốn khiến gia tộc diệt vong. Ba vị khách nhân tôn kính Một nam tử hình thể hơi mập, mặc chế phục màu xanh lá sậm, toàn thân da ánh lên màu đỏ tía, hai cặp mắt nhỏ vội đáp trước thang máy lưu quang xuất hiện ở đại sành lầu một chạy tới vẻ khiêm tốn hữu lễ ta là trưởng chi nhánh ngân hàng ngân hàng tinh hà vũ trụ ở bích nham tinh bị đặc ếch xin mời ba vị khách nhân tôn kính theo ta ưm người đi đầu ba vũ trụ dòng binh khẽ gật đầu con mắt thứ ba nhìn trưởng ngân hàng hơi mập mạp rồi gật đầu lập tức ba gã vũ trụ dòng binh đi theo trưởng ngân hàng đi thẳng vào thang máy lưu quang lên lầu sau đó đại sảnh mới ô lên ba vị vũ trụ rong binh vũ trụ dòng binh đó hơn nữa có hai người là người trong họ bị thấp tộc còn có một người toàn thân bịt kín trong áo choàng thấy không rõ gì cả nhị thúc họ lên lầu làm gì ngân hàng tinh hà vũ trụ làm nghiệp vụ chẳng phải đều ở lầu một cả sao bình thường khách hàng làm ở lầu một khách hàng tinh cấp đều trên lầu cả khách hàng tinh cấp là gì không biết người đứng đầu tổng công ty chúng ta có gia sản trên vạn đức đồng hắc long cũng chỉ là khách hàng bình thường ở ngân hàng tinh hà vũ trụ không đạt đến yêu cầu khách hàng cấp một sao trong đại sảnh ngân hàng mọi người đều tới tấp thảo luận ba người la phong hồng lôi thần không kìm được thấp giọng thảo luận theo ta thấy ba gã rong binh này hẳn là khách hàng một sao lôi thần nói có thể lắm dù sao mức khách hàng tinh cấp cũng rất bất bình thường la phong nói trong lúc nói chuyện đã đến phiên la phong rồi tiên sinh đến phiên các ngươi nhân viên phục vụ ngân hàng có vẻ rất khiêm tốn đại ca nhị ca, ta đi đây. La Phong nói rồi, theo nhân viên phục vụ, tiến vào phòng khách. Ta muốn chuyển khoản. La Phong vào phòng khách, quay sang nói với nhân viên nghiệp vụ bên trong. Xin hỏi tài khoản ngươi là? Nhân viên nghiệp vụ Mỹ Lệ mỉm cười hỏi. Ba Ba Tháp đã nói cho La Phong về tài khoản từ trước. Lúc này La Phong không kìm được rất kích động. Đây là một trong ba tài khoản do sư phụ cấp cho mình. Ba tài khoản lần lượt là cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, vực chủ mới có thể đạt được tài khoản đầu tiên phòng trừng khẳng định không phải là tốt nhất nhưng với đại nhân vật như chủ nhân vẫn mặc tinh chỉ lấy một cọng tóc gái, cũng đã rất lớn rồi la phong nín thở báo tài khoản xin chờ một chút nhân viên nghiệp vụ bên trong nhanh chóng thao tác rồi sau đó lẳng lặng chờ đợi mạng vũ trụ giả định bên kia truyền tín hiệu phản hồi đây là đây là cặp mắt vốn khá lớn của nhân viên nghiệp vụ bên trong thoáng cái trợn trừng to bằng nắm đấm trong mắt đầy vẻ khiếp sợ sau đó cô này hoảng sợ liếc mắt nhìn la phong rồi nói khách nhân tôn kính người người chờ một chút ta đi thông báo cho trưởng ngân hàng nói rồi lập tức chạy ra vừa chạy ra rồi lại vội trở về thấp thỏm khẩn trương nhìn la phong khách nhân tôn kính có người khác chiêu đãi người trước chờ một chút nói rồi nhanh chóng ra ngoài lầu 9 chi nhánh ngân hàng ngân hàng tinh hà vũ trụ ở bích nham tinh trường ngân hàng bì đặc ách đang mỉm cười khiêm tốn nói chuyện với ba vị vũ trụ song binh làm nghiệp vụ. Mặc dù hơi phiền phức, nhưng chẳng mấy chốc sẽ xong thôi, xin chờ cho một chút. Ở Bích Nham Tinh, cho dù là hắn, cũng thỉnh thoảng mới tiếp được khách hàng nhất tinh, dù sao yêu cầu để có thể đạt tới cấp một sao là rất cao. Ngay lúc này, giáo, cửa ngoài bị giật ra. Hả? Ba vũ trụ song binh đều quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ khó chịu, người cầm đầu ở tộc ba mắt, trợn con mắt sữa lên vô cùng lạnh giá nhìn chằm chằm vào người vừa tới. Chuyện gì thế? Trưởng ngân hàng rất bất mãn. Mình đang tiếp đãi khách quý, sao có thể tùy tiện quấy giày? Nữ tử vừa vào với một nam tử cũng mập mạp, trên đầu có hai kim giác, hai người đều vội vàng đưa mắt ra hiệu cho trưởng ngân hàng. Bị đặc ách cả kinh, trong hai người một người là phó trưởng ngân hàng, một người là nhân viên xử lý nghiệp vụ. Bị đặc ách ý thức được việc gì, vội hành lễ với ba người. Xin đợi một chút. Nói rồi nhanh chóng đi ra, đồng thời kéo cửa phòng lại. Chuyện gì thế? trưởng ngân hàng nhíu mày nhìn hai người trước mắt đệ đệ người không biết ta đang tiếp ta biết nam tử mập mạp tướng mạo cực giống trưởng ngân hàng đồ mồ hôi chán nhưng việc này chuyện gì trưởng ngân hàng bị đặc ách hơi giật mình tới cơ mật thất rồi nói nhân viên nghiệp vụ lập tức nói ngay trưởng ngân hàng nheo nheo mắt phòng tiếp đãi ba vị vũ trụ dòng binh bên cạnh được kiến tạo đặc thù niệm lực cũng không thể xuyên thấu hoàn toàn cách âm ngăn cách rất nhiều máy dò xét tín hiệu còn cơ mật thất, lại là nơi kỹ thuật trọng yếu bậc nhất ngân hàng tinh hào vũ trụ, cho dù bất hủ cũng rất khó nghe lén được. Chẳng mấy chốc ba người đã tiến vào cơ mật thất, trong cơ mật thất, trưởng ngân hàng nhìn nhân viên nghiệp vụ, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Đại sự. Phó trưởng ngân hàng nuốt nước bọt khan. Trưởng ngân hàng, nhân viên nghiệp vụ thần tình có vẻ kích động, thì thào nói, phía dưới có khách nhân muốn lấy chuyển khoản, tài khoản là là tài khoản ngũ tinh. Cái gì? trường ngân hàng nhất thời sắc mặt khiếp sợ trắng bệch trời rất nhiều trường chi nhánh ngân hàng tinh hà vũ trụ ở các tinh cầu thỉnh thoảng cũng có thể chạm mặt tài khoản nhất tinh cực kỳ hiếm thấy thậm chí còn vài chục năm mới có thể gặp một tài khoản nhị tinh cả đời sợ cũng không thấy được một tài khoản tam tinh chứ đừng nói là tài khoản ngũ tinh trong truyền thuyết phải biết là ngay cả cường giả cấp vũ trụ có thể có một tài khoản nhất tinh cũng xem là không tệ rồi tài khoản ngũ tinh đó là khái niệm gì khách nhân có thể có tài khoản ngũ tinh mua một tinh cầu cũng như mua một viên đường vậy. Một vài quốc gia văn minh sơ cấp như Ngân Lam Đế Quốc ở trước mặt loại khách nhân này cũng như một con kiến thôi. Cho dù trong vũ trụ mênh mông, cho dù là ở quốc gia của vũ trụ văn minh cao cấp, giữa các quốc gia vũ trụ cũng là một đại nhân vật tài ba rồi. Một nhân vật đáng sợ mà chỉ một câu có thể làm ức vạn nhân loại thành nô lệ, tiêu diệt cả ức vạn nhân loại. Tài khoản ngũ tinh Trường ngân hàng hoàn toàn ngẩn đi. Đúng, ca ca. Người không tin thì xem đây, bây giờ quyền khống chế cả ngân hàng đã hoàn toàn bị mất do chí năng khống chế. Một lời của chúng ta cũng hoàn toàn bị giám thị. Vừa rồi nếu chúng ta dám can đảm nói về việc khách hàng ngũ tinh ngoài cơ mật thất, chí năng ngân hàng sẽ đánh chết chúng ta ngay trong nháy mắt. Phó trưởng ngân hàng đổ mồ hôi lạnh. Trưởng ngân hàng cũng xoa đầu. Ngân hàng tinh hào vũ trụ, loại siêu cấp đại ngân hàng này tuyệt đối lấy khách hàng làm trọng. Đặc biệt là khách hàng cấp 5 sao, tiền bạc của khách hàng cấp 5 sao mà gửi ở đó thì ngân hàng có thể dùng để quay vòng mỗi ngày đều có thể sinh ra lợi nhuận rất lớn bí mật của loại khách hàng này một khi tiết lộ ra ngoài cho dù phải hủy diệt một tinh cầu ngân hàng tinh hà vũ trụ cũng phải cam đoan bí mật này không bị tiết lộ trong phòng khách ba ba tháp chuyện gì thế sao ta cảm thấy không hợp lý la phong vuốt cầm dùng ý niệm hỏi ba ba tháp có gì không hợp lý tiểu ác ma ba ba tháp giả ngu vừa rồi ánh mắt của nhân viên nghiệp vụ đó cứ như mấy tín đồ phương Tây trên địa cầu thấy chúa trời, lúc trước đám người đó thấy dòng binh vũ trụ, mà cũng không nhìn như vậy. La Phong vội hỏi, ba ba tháp, nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì thế, người đừng có gạt ta. Ta nói gì? Ba ba tháp chế nhạo, người vừa rồi báo ra số tài khoản đó, thực tế là một tài khoản ngũ tinh đó. Tài khoản ngũ tinh? La Phong nhớ mày. Lúc trước khi hắn ở đại sảnh ngân hàng đã nghe được, Đến cả tài sản trên vạn ức đồng Hắc Long cũng chỉ là một tài khoản bình thường, vẫn chưa đạt tới yêu cầu của tài khoản nhất tinh. Tài khoản ngũ tinh mạnh hơn tài khoản nhất tinh không biết bao nhiêu lần. Sư phụ không thể để tài khoản đầu tiên cho ta có nhiều tiền như vậy chứ. La Phong nhíu mày. Cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, vực chủ, ba cấp độ đó có thể giúp mình có được khoản tiền lớn. Khoản đầu tiên hẳn là ít nhất mới đúng. Đương nhiên rồi. Khoản tiền đầu tiên là khoản ít nhất, chỉ là một khoản tiền nhỏ xíu của sư phụ ngươi. Nhưng về phần tài khoản, kỳ thật tài khoản khi ngươi tới cấp vũ trụ cũng là 8.492 đến 8.593, nghìn 8, -8 WHO, H8, 528 5 mươi 1032 Tài khoản khi tới vực chủ, cũng là nó, đồng thời, nó cũng là tài khoản mà sư phụ ngươi năm đó sử dụng, là tài khoản ngũ tinh. Ba ba tháp nói. Tài khoản sư phụ dùng à? La phong giật mình. Chủ nhân vẫn mặc tinh. Giới trướng có chín nô lệ siêu cường giả bất hủ, là một tồn tại cường giả trong giới bất hủ ở càn vu vũ trụ quốc cũng là một đại nhân vật tài ba người như thế mà sử dụng tài khoản ngũ tinh thật ra cũng không có gì khó hiểu sư phụ ngươi an bài cho ngươi ba tài khoản trên thực tế đều là tài khoản này cả ba ba tháp giải thích ý gì đây la phong không hiểu cùng tài khoản nhưng mật mã và phương thức mở khác nhau thì ngươi sẽ thấy tiền bạc khác hẳn ba ba tháp nói la phong giật mình thẻ ngân hàng trên địa cầu cũng bố trí được như vậy nhập vào một mật mã phát hiện ra số dư là một vạn đồng nhập mật mã khác số dư lại là một ngàn vạn đồng nhập mật mã thứ ba có lẽ là mười ức một ai đó bị ăn cướp ép phải lộ ra mật mã thẻ ngân hàng khi tên cướp tới lấy tiền đi e rằng chỉ có thể lấy ra một vạn đồng mà thôi tài khoản này là tài khoản chính sư phụ ngươi lưu lại cho ngươi ba phần di sản đều dùng tài khoản này cả nhưng có ba phương thức tìm được di sản trong tài khoản này phương thức khác nhau người có thể tìm được khoản tiền không giống nhau bà ba, ba tháp giải thích nguyên lai like là như vậy la phong giật mình ngay lúc này trưởng ngân hàng mập mạp chờ từ ngoài cửa đi vào trưởng ngân hàng nhiệt tình cung kính vạn phần khách nhân tôn kính xin theo ta nhóm người lên thang máy lưu quang đi lên tầng thứ 13 ngân hàng tu khách nhân tôn kính thanh âm thanh thúy của một người máy kim loại vang lên ngân hàng tinh hào vũ trụ hoan nghênh ngài la phong nghi hoặc ly khai thang máy lưu quang trường ngân hàng cung kính hành lễ rồi sau đó vào thang máy đi xuống dưới xin theo ta tới đây người máy kim loại nói với la phong hừ người máy đón mình à la phong cảm thấy nghi hoặc hắn không biết quy cách của chi nhánh ngân hàng bích nham tinh quá thấp cho dù là trường ngân hàng thì cũng không có quyền hạn tiếp đón la phong trong phòng khách hoa lệ dễ chịu tám nghìn bốn trăm chín mươi hai đến tám nghìn năm trăm chín mươi ba 8528, 5285, 032. La Phong vừa ngồi xuống, dùng tiếng thông dụng vũ trụ nói: "Đây là tài khoản, ta muốn lấy tiền." "Xin chờ một chút." Người máy kim loại mỉm cười, chỉ một lát sau, nó nói tiếp: "Xin dùng tinh thần niệm lực đảo qua bàn cảm ứng trên cánh tay ta." Chỉ thấy trên cánh tay kim loại của nó đột nhiên kéo dài ra một bàn kim sắc kỳ dị. "Niệm lực?" La Phong nở nụ cười. "Ba ba Tháp nói qua, trình tự căn bản để lấy tiền trong tài khoản là niệm lực thấp nhất phải là cấp hàng tinh, phải là niệm lực của vẫn mặc tính nhất mạch mới có thể thông qua. Tâm ý La Phong vừa động, niệm lực đảo qua bàn cảm ứng. Xoẹt. Dữ liệu phù hợp. Người máy kim loại nhìn La Phong. Xin nhập ba lớp bốn tầng mật mã, khách nhân tôn kính, người có thể lựa chọn dùng ý niệm nhập vào, dùng tiếng nói nhập vào, hoặc dùng tay gõ vào. Mật mã ba lớp bốn tầng vô cùng phức tạp, hơn nữa căn cứ vào thời gian, không gian tọa độ, vân vân, thời khắc nào cũng phát sinh biến hóa căn cứ vào mật mã nguyên thủy căn cứ vào thời gian tọa độ không gian cấp độ niệm lực mà tính toán ra mật mã mới hơn nữa phương pháp tính toán là do chủ nhân vẫn mặc tinh lúc trước định ra như vậy mật mã quả là tới ba lớp mật mã giải thật la phong dùng trí năng quang não nối với hệ thống ngân hàng tinh hào vũ trụ rồi sau đó dùng ý niệm đưa mật mã vào bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất kiểm tra số dư la phong thấp thỏm khẩn trương ra lệnh hắn khẩn trương thấp thỏm đã biết sư phụ mình có thể nói là loại phú khả địch quốc nhưng di sản lại chia làm ba phần mình tới cấp hàng tinh là có được phần ít nhất phần ít nhất này rốt cuộc là bao nhiêu la phong cũng không nắm chắc lắm ai biết sư phụ nghĩ gì chứ hy vọng có thể mua được địa cầu hy vọng có thể mua được địa cầu la phong lặng lẽ cầu nguyện ờ trên màn hình ở cánh tay La Phong hiện lên những dữ liệu, một dãy số dài, đủ làm La Phong lắc mắt. Mười tỷ, mười, trăm, vạn, ừm, ước, một trăm ước. La Phong nhìn chằm chằm vào ký hiệu cuối cùng đồng càn vu. Một trăm ước đồng càn vu, mắt La Phong sáng bừng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Đạt đến mức này ư, sư phụ quả là tốt đối với mình. Một trăm ước đồng càn vu, cho dù là đổi theo giá chính thức, cũng có thể đổi được mười vạn ước đồng hắc long, nếu đổi qua chợ đen hoàn toàn có thể đổi thành mười mấy vạn ức đồng hắc long e rằng chính ngay cả cường giả cấp vũ trụ cũng phải bán đi vài tinh cầu mới có tài sản to như vậy sư phụ ngươi lúc trước cho rằng người tới cấp hàng tinh vừa mới có thể lang bạt trong vũ trụ một trăm ức đồng càn vu cũng tạm đủ rồi dù sao cho dù đám đệ tử đại gia tộc nếu tìm được một ức đồng càn vu cũng coi như không tệ rồi ba ba tháp nói la phong gật đầu đồng ý đến cả cao thăng uy đế mười năm sau cũng chỉ có được một tinh cầu có sinh mạng mà cũng không dám bán ba ba tháp khi ta tới cấp vũ trụ và vực chủ sẽ được bao nhiêu tiền la phong truy vấn ba ba tháp lúc trước chính là chính năng của sư phụ sư phụ lập ra ba tài khoản ở mạng vũ trụ giả định ba ba tháp khẳng định phải biết rõ không thể nói không thể nói ba ba tháp thật sự không thể nói không nói thì thôi một trăm ức lại là đồng càn vu la phong nhìn số dư tài khoản cuối cùng cũng có một loại cảm giác mình giàu nứt đố đổ vách đây không phải là đồng hắc long mà là đồng càn phu vô cùng quý giá giữa cấp hàng tinh cho dù những đệ tử đại gia tộc thế lực lớn la phong cũng xem như một đại phú hào trong cấp hàng tinh rồi người giàu nhất một tinh cầu bình thường cũng chỉ có khoảng một ước đồng hắc long một mình la phong cũng bằng với mười mấy người giàu nhất chuyển khoản la phong nhìn người máy kim loại nói chuyển tới tài khoản có tinh thần ấn ký của ta tài khoản của sư phụ sẽ được khống chế theo tinh thần ấn ký của sư phụ mặc dù thiết chí phương pháp mở khác nhưng mỗi lần mở đều quá phiền phức khống chế tinh thần ấn ký là bảo hiểm nhất cũng rất tiện cửa chính ngân hàng tinh hà vũ trụ la phong hồng lôi thần đi ra la phong đủ tiền không lôi thần hỏi có đủ không hồng cũng thấp thỏm xin mua địa cầu cần rất nhiều tiền bạc dễ như ăn sáng thôi la phong mỉm cười đi đi đế quốc công sở mua địa cầu đi hệ ngân hà địa cầu dân chúng bình thường cả địa cầu vẫn sống trong hòa bình họ căn bản không biết có một hạm đội vũ trụ đã đến địa cầu còn các vũ giả các nhà khoa học các gia đình tinh anh trên địa cầu đều vào ở cả trong căn cứ sinh tồn họ cũng không biết nguy cơ phủ xuống chỉ có tầng lớp cao nhất mới biết được bầu trời thái bình dương hai chiến hạm khổng lồ đứng song song lơ lửng giữa trời một trong hai chiến hạm tám đại thân truyền đệ tử gia tộc nặc lam sơn đứng thành một hàng đều nhìn vào màn hình khổng lồ trong phòng điều khiển tám thanh niên cấp hàng tinh cấp 9, mỗi người đều tỏ vẻ nghiêm túc, không ai dám mỉm cười. Đã scan xong. Nhân khẩu địa cầu có gần 70 ức, trong đó, các 8.000 vạn dân cư bây giờ đang sống trong 6 căn cứ sinh tồn. Trên tinh cầu này, có trên 99% vũ giả cấp hành tinh học đồ đều đang ở căn cứ sinh tồn, bên ngoài cơ hồ đến cả học đồ bậc một cũng chưa đạt tới. Trí năng chiến hạm nhanh chóng thống kê. Là một chiến hạm không gian, phạm vi scan của nó rất lớn, bán kính địa cầu gần 6.400 km, scan một lần xong là rất dễ. Căn cứ sinh tồn, căn cứ sinh tồn. Trong tám đại thân chuyển đệ tử, một thanh niên da đen cả giận nói. Ai nói đây là một tinh cầu lạc hậu, không có chủ nhân mà họ có cả căn cứ sinh tồn. Ta không tin một tinh cầu nho nhỏ mà có thể có công xưởng chế tạo ra các bộ phận của căn cứ sinh tồn, tuyệt đối không làm được. Đúng, một đệ tử gia tộc Nạc Lam Sơn khẽ gật đầu. Ta cũng nhận thấy, tinh cầu này có liên lạc với vũ trụ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bố La khẳng định là bị thổ dân trên tinh cầu giết rồi. Đừng nói thổ dân, tinh cầu này tuyệt đối không phải là tinh cầu nhà quê, trên tinh cầu có thể thành lập 6 căn cứ sinh tồn, tất cả đều là cấp 100, chỉ cần 6 căn cứ này, một tinh cầu bình thường trong vũ trụ cũng căn bản không xây nổi. Những tiếng trao đổi ồn ào. Vốn nghĩ rằng địa cầu rất dễ đối phó, nhưng bây giờ nhìn lại, toàn bộ lãnh đạo tinh cầu này đều chui vào căn cứ sinh tồn bên ngoài đến cả học đồ bậc một cũng chẳng có làm được tới bước này hiển nhiên đối phương đã sớm có chuẩn bị phòng trừng những thông tin từ mạng lúc trước cũng không thể tin được hoàn toàn tám đại thân truyền đệ tử đương nhiên rất khó chịu im lặng một thanh âm trầm thấp vang lên bảy người đều người vừa nói chính là phổ lạp đây là người cao nhất trong họ lãnh đạo địa cầu đều trốn cả ở căn cứ sinh tồn căn cứ sinh tồn chúng ta không làm gì được cả đôi mắt phổ lạp trở nên u lãnh ánh mắt đảo qua bảy người kia Bây giờ, một mặt dựa theo nguyên kế hoạch mà nhanh chóng thu thập các loại quạng trên địa cầu, tiến hành lấy mẫu, thu thập dữ liệu, về phần những thứ khác, ta đi gặp sư phụ. Phổ Lạp, từ bé đã là nhân vật trói sáng nhất gia tộc Nạc Lam Sơn. Cấp hàng tinh cấp 9 mà lại có khu vực của mình là hy vọng lớn nhất được gia tộc ký thác có thể đạt tới cấp vũ trụ, hắn đích xác xem như một thiên tài. Đương nhiên không thể so với loại quái vật nghịch thiên như Hồng, Lôi Thần, mới cấp hành tinh mà lại có khu vực. Thiên tài đương nhiên có đặc quyền. Phổ Lạp có thể dễ dàng gặp tộc trưởng, lão tộc trưởng, mạnh hơn bi kịch của bố la lúc trước nhiều. Vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn dưới càn vu đại lục. Hừ, trên màn hình hiện lên hai bóng người, hai tay nhọn, đôi mắt hơi ửng đỏ, trong hai người một người khá khôi ngô, một người lại làm cho người ta cảm thấy dễ thân cận. Sư phụ, lão tộc trưởng, phổ lạp cung kính hành lễ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hai tộc trưởng đều có ở đây. Ta có việc trọng yếu cần bẩm báo. Nói đi. Tộc trưởng trông vẻ khôi ngô ngự Khan Nạc Lam Sơn nói. Tinh cầu này đã sớm phòng bị trước khi chúng ta đến. Toàn bộ lãnh đạo và tinh anh tinh cầu này đã trốn vào căn cứ sinh tồn. Căn cứ sinh tồn này đều là cấp 100, chúng ta không thể công phá. Phổ Lạp nói trầm trầm. Ta có thể đoán, khoa học và thành tựu trên tinh cầu này khẳng định đã bị thu thập hoặc tiêu trừ. Chúng ta căn bản không điều tra được. Hơn nữa, chế tạo ra căn cứ sinh tồn vô cùng phức tạp. Một tinh cầu tuyệt đối không làm được căn cứ sinh tồn hẳn là mua từ vũ trụ về trên màn hình tộc trưởng đương nhiệm và lão tộc trưởng đều biến sắc chỉ cần không ngốc cũng sẽ đoán ra địa cầu đã liên lạc với vũ trụ rồi ta đã tra tinh cầu này vẫn vô chủ lão tộc trưởng nói sư phụ lão tộc trưởng bước kế tiếp của hạm đội chúng ta trên địa cầu sẽ là gì phổ lạp lẳng lặng chờ hai vị tộc trưởng thì thào trao đổi với nhau phổ lạp không dám quấy giày phổ lạp ngự khan đặc lam sơn ánh mắt sắc bén nói dùng tốc độ nhanh nhất lấy mẫu, thu thập dữ liệu và cả ghi chép tọa độ không gian. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa những thứ này tới công sở đóng quân của Hắc Long Sơn đế quốc gần tinh cầu này nhất. Bích Nham Tinh, địa cầu đang là vô chủ, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất mua lấy nó dưới danh nghĩa chúng ta. Bước thứ hai, thanh âm ngự khan nặc Lam Sơn trở nên rất mạnh mẽ. Bắt đầu lục soát toàn tinh cầu, xem có bảo vật gì của vị tồn tại bất hủ năm đó còn lưu lại không. Thứ ba, nhớ kỹ, Pháo đài chắc chắn nhất thường dễ bị công phá từ bên trong, đã không thể phá vỡ căn cứ sinh tồn, vậy hoặc dùng tinh thần thôi miên, hoặc là đầu độc người, tóm lại, nắm chủng tộc nhân loại của tinh cầu trong tay sẽ có trợ giúp cho việc chúng ta khai quật bảo vật trên tinh cầu. Thứ tư, ta nhớ ngươi đã nói, trên tinh cầu có vô số quái thú, tiến nhập vào mạng, tìm những con có quê hương địa cầu, có lẽ chúng biết một vài nơi trên địa cầu đó. Hiểu rồi." Phổ Lạp nói ngay. "Đi đi, lập tức áp dụng." Ngư Kha hạ lệnh. Dạ. Phổ Lạp tuân lệnh. Khi Phổ Lạp bắt đầu làm bốn việc này, bắt đầu hạ lệnh, chỉ huy hơn một ngàn cấp hành tinh, trên vạn cấp hành tinh thì La Phong đã tới công sở đế quốc ở Bích Nham Tinh. Đế quốc công sở. Đây là tọa độ tinh cầu. Đây là ghi chép về tọa độ phi hành của chúng ta để đến tinh cầu đó. Về việc mẫu, dữ liệu tinh cầu vân vân, toàn bộ đều ở đây cả. La Phong, Hồng, lôi thần ba người ngồi trên ghế, hồng và lôi thần không nói tiếng thông dụng vũ trụ chỉ có thể dựa vào phụ trợ quang não ý thức của trí năng quang não phiên dịch còn la phong là người đại diện nói nhân viên của công sở đang xử lý trong đó một nhân viên tiếp khách nói ghi chép tọa độ không gian vân vân xác nhận không có vấn đề gì người sẽ được một nghìn ước đồng hắc long tiền thưởng không ta không muốn thưởng la phong nhìn nhân viên tiếp khách phát hiện ra một tinh cầu vô chủ có quyền ưu tiên mua mà ta muốn mua nó Vốn đám nhân viên trong công sở đang nói chuyện ồn ào, chợt im phăng phắc, quay đầu nhìn về phía La Phong. Mua một tinh cầu có sinh mạng. Nhân viên tiếp khách không kìm đều phải hỏi lại. Đây không phải là mua binh khí, bảo vật, mà là một tinh cầu có sinh mạng, giá rất đắt. Đúng, ta muốn mua nó. La Phong nói. Công sở Đế quốc Bích Nham Tinh được xem như một phần lãnh thổ quốc gia của Hắc Long Sơn Đế quốc khổng lồ. Mua tinh cầu. Rất nhiều người trong số họ biết bao nhiêu năm qua cũng khó mà thấy được việc này ba vị xin theo ta lên lầu một quan chức đế quốc cơ bắp nói ngay được ba người la phong hồng lôi thần đi theo hắn chẳng mấy chốc đã tới lầu 34. mươi la tiên sinh phải không quan chức đế quốc nhìn la phong người xác nhận người muốn mua tinh cầu mà theo tư liệu các người có tên là địa cầu xác nhận la phong nhướng mày hẳn là có thể mua chứ la tiên sinh ngươi là người đầu tiên phát hiện và cung cấp tin tức tinh cầu vô chủ đương nhiên có quyền mua đầu tiên quan chức đế quốc trịnh trọng nói nhưng ta phải nhắc la tiên sinh một câu vừa rồi chúng ta truyền dữ liệu về tinh cầu này tới tổng bộ đế quốc bên đó hồi đáp lại là đợi xác nhận tất cả không có vấn đề gì sẽ cho ngươi phần thưởng một nghìn ước đồng hắc long Người có biết ý nghĩa của khoản thưởng này không ý nghĩa khoản thưởng la phong giật mình đột nhiên la phong nhớ tới lúc trước ba ba tháp nói với mình một câu phát hiện ra tinh cầu vô chủ hắc long sơn đế quốc sẽ căn cứ vào loại tinh cầu khác nhau mà thưởng thấp nhất là 100 ức đồng hắc long, cao nhất là 1.000 ức đồng hắc long. Đây là khoản thưởng cao nhất. La Phong hiểu ra. Đúng rồi. Quan chức đế quốc gật đầu. Mặc dù vô số dữ liệu do các người cung cấp vẫn còn chờ để được xác nhận, nhưng chỉ cần tọa độ tinh cầu đó cũng đủ làm tổng bộ đế quốc nhận định tinh cầu đó thuộc loại tinh cầu có sinh mạng cao nhất rồi. Người phát hiện được thưởng khoản tiền cao nhất, các người muốn mua tinh cầu cũng cần giá cao nhất. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn nhau mua địa cầu phải mất bao nhiêu tiền lúc trước la phong và hai vị huynh trưởng vẫn luôn thảo luận dựa theo pháp luật của đế quốc muốn mua trực tiếp cần bỏ thấp nhất là ba nghìn ức cao nhất ba vạn ức đồng hắc long đây là giá ưu đãi cho người phát hiện tinh cầu vô chủ nếu là tinh cầu bình thường đấu giá khẳng định không có giá cao nhất ý của ngươi là địa cầu sẽ bán với giá của tinh cầu có sinh mạng cao nhất la phong không kìm được hỏi đúng rồi tổng bộ đế quốc đã trả lời như vậy quan chức gật đầu quả nhiên là như thế lôi thần tặc lưỡi la phong hồng đều bất lực lúc trước ba bà tháp đã đoán được tinh cầu có sinh mạng từng được một vị cường giả bất hủ thống lĩnh rất có thể được nhận định theo quy cách cao nhất cần ba vạn ức đồng hắc long đúng không la phong nhìn hắn đúng rồi quan chức gật đầu ta mua la phong không có hề do dự địa cầu trong lòng la phong là vô giá bỏ ra bao nhiêu hắn cũng sẽ vui lòng xin lỗi Quan chức ấy nái nói Nếu là tiên sinh người cần mua địa cầu, đầu tiên phải xin đệ trình Tiếp theo, về vô số dữ liệu mà các người cung cấp Cần qua các ngành ở tổng bộ đế quốc xét duyệt Cuối cùng xác nhận là thật Mới có thể chính thức giao dịch với người Mẹ nó, y như trên địa cầu Làm việc đều theo đủ mọi loại các trình tự Lôi thần nói thầm bằng tiếng Hán Cần bao lâu? La Phong không kìm được hỏi Ta chỉ là một quan chức nho nhỏ ở một tinh cầu xa xôi, không dám khẳng định thời gian các ngành ở tổng bộ xét duyệt mất bao lâu chỉ có thể nói cho la tiên sinh theo pháp luật của đế quốc hạn định chậm nhất 30 ngày nhanh nhất không xác định nếu ngươi là người cùng một đại gia tộc đế quốc có lẽ thời gian uống một chén trà là giải quyết cho ngươi rồi quan chức này khẽ mỉm cười la phong biến sắc hồng lôi thần cũng có vẻ rất khó chịu 30 ngày la phong nóng này gia tộc nặc lam sơn đã đến địa cầu khẳng định cũng sẽ thu thập dữ liệu thu thập mẫu trên địa cầu họ cũng có ghi chép về tọa độ không gian phi hành có thể lập tức tiến hành xuyên tòa vũ trụ đến bích nham tinh nói về tốc độ bối cảnh gia tộc nặc lam sơn rất thâm hậu phòng trừng các công sở đế quốc sẽ làm việc với hiệu suất hơn nhiều trình tự mua cũng sẽ rất nhanh mình không thể an tâm ai biết sẽ xảy ra việc gì chứ tuyệt đối không thể chờ 30 ngày lôi thần cũng nói nhỏ ta thấy rồi nơi này làm việc y như trên địa cầu bị chúng làm từ từ không biết chừng sẽ xảy ra sự cố phải tốc chiến tốc thắng cho dù không xảy ra sự cố, 30 ngày, địa cầu cũng không biết biến thành cái gì nữa. Hồng nhíu mày, La Phong khẽ gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quan chức trước mắt, đứng lên, đi thẳng về phía quan chức đó. "La tiên sinh, ngươi muốn làm gì?" Quan chức Cơ Bắp hoảng hốt. "Bộp, bộp." Hai tay La Phong để trên bàn trước mặt, nghiêng mình về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào quan chức Cơ Bắp. "Ta muốn giải quyết với tốc độ nhanh nhất." "Xin lỗi." quan chức này áy náy lắc đầu ta chỉ là một quan chức bé tí ở một tinh cầu xa xôi giải quyết trong bảy ngày ta cho ngươi một ngàn vạn đồng hắc long la phong nhìn chằm chằm vào quan chức này trầm giọng giơ một ngón trỏ lên giải quyết trong vòng ba ngày ta cho ngươi một ước đồng hắc long mắt quan chức đó như lòi cả da cả người run lên tiền lương quan chức đế quốc đích xác rất cao nhưng làm cả đời cũng không thể có được một ước đồng hắc long đó là số tiền của người giàu nhất một tinh cầu bình thường một ước đồng hắc long đủ để làm hắn mua được bảo vệ cấp hàng tinh, mua một đoàn nô lệ xinh đẹp. Mọi thân thích bằng hữu phải bù lấy hắn mà nịnh nọt, sống một cuộc sống xa xỉ dễ chịu cả đời. Phù, phù. Tên quan trước đó thở gấp. Giải quyết trong vòng một ngày, ta cho người nam ước đồng hắc long. La Phong mắt sắc như sao, năm ngón tay duỗi ra. Giải quyết trong một giờ, ta cho người mười ước đồng hắc long. Quan chức đó tròn mắt, ít hầu nuốt có vẻ rất khó khăn. Trời! trời mưa bánh cũng không nhiều như vậy la tiên sinh quan chức thở ồ hai mắt ửng đỏ thấp giọng lúc trước nói thời gian uống chén trà đó tuyệt đối chỉ có những lão đại của các đại gia tộc đế quốc lên tiếng rồi lãnh đạo cao nhất của đế quốc trực tiếp hạ lệnh mới nhanh như vậy vì liên quan quá nhiều ngành ta không nắm chắc một giờ đâu nhưng giải quyết trong vòng một ngày thì ta nắm chắc trăm phần trăm quan chức vồng cả cổ lên la phong nở nụ cười trong vòng một ngày nắm chắc trăm phần trăm lúc trước còn nói phải mất 30 ngày, quả là khác một trời một vực. Hắn chỉ là một quan chức nho nhỏ, nhưng sức mạnh của tiền bạc quả là rất rõ ràng trong vũ trụ. Nhưng bây giờ ta cần tiền lót đường. Quan chức mắt lóe sáng, vội nói. Vì quá trình xét duyệt mua tinh cầu liên quan tới 12 ngành, ta phải đả thông từng ngành một. Nếu dựa theo trình tự bình thường, phải trên 10 năm ngày, ta cũng biết những người ở trong ngành đó cả. Người yên tâm, nếu người nhờ những đại nhân vật ra tay, làm qua từ lãnh đạo, phòng trừng cũng không nhanh bằng ta, vì ta có đường dây. Xin la tiên sinh đưa trước cho ta một ức, ta sẽ làm luôn. Quan chức đó nói. La tiên sinh là đại nhân vật, muốn giết chết ta quả thực như bóp chết một con kiến, do đó ta tuyệt đối không dám nuốt tiền của la tiên sinh mà không làm được việc đâu. Tốt lắm. La Phong mỉm cười gật đầu. Đưa trước cho người hai ức đồng hắc long, ba ức ta đưa cho người sau. Đã nguyện ý bỏ ra ba vạn ức đồng hắc long mua địa cầu còn quan tâm gì tới nam ước đồng hắc long chỉ là số lẻ mà thôi la phong hiểu rõ chuột có đường của chuột cho loại quan viên này làm việc e rằng còn nhanh hơn việc mình nhờ cao thăng hỗ trợ hơn nữa cao thăng chỉ là một đệ tử đại gia tộc nhân viên quan trọng ở vài ngành trong hắc long sơn đế quốc sợ cũng không biết hắn là ai cao thăng cũng cần phải nhờ người khác la phong không muốn tùy tiện thiếu tình người ta nhân tình rất khó trả hệ ngân hà địa cầu hoa hạ quốc căn cứ sinh tồn hy vọng hào muội 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 phu rốt cuộc khi nào mới có thể về còn nữa hạm đội ngoài hành tinh đó khi nào thì đi từ cưng ngồi trên ghế hút một điếu thuốc có vẻ hơi gấp gáp sao không gấp được anh ngươi sốt ruột nhưng ngươi phải biết mình ở đây tốt hơn người ngoài kia nhiều từ hân bất mãn khiển trách bây giờ không chỉ riêng là ngươi tất cả lãnh đạo toàn thế giới đều đang đợi đợi la phong đợi hồng lôi thần truyền tin tức về chúng ta không thể làm gì cả chỉ có từ 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 đợi từ cương hít sâu một hơi chỉ có thể đợi không chỉ riêng là hắn tất cả mọi người trên địa cầu đều chờ đợi đối mặt với hạm đội không gian vũ trụ mọi người trên địa cầu đều như những đứa trẻ con không có một chút sức mạnh nào để phản kháng vô số người nhân loại địa cầu đều lặng lẽ chờ đợi chờ đợi địa cầu tam đại cường giả đỉnh cao mà họ kiêu hãnh đang ở trong vũ trụ xa xôi đang phấn đấu cho sinh cơ của họ đúng rồi ba người la phong đang ở bích nham tinh xa xôi cố gắng cho địa cầu veo veo vèo, 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 vèo. Trên địa cầu, Á Châu, Âu Châu, Bắc Mỹ Châu, bầu trời các đại lục hoặc bầu trời Hải Dương thường xuyên thấy một vài bóng người phi hành lướt qua. Ngắn ngủn thời gian một buổi, tin tức một hạm đội vũ trụ ngoài hành tinh đến địa cầu căn bản không giấu được nữa đã làm kinh động rất nhiều dân chúng. Nhìn kia, thứ sinh vật cao gần ba thước, toàn thân da xanh lá, mắt to như cái chén, hiển nhiên không phải là người địa cầu vô số quái vật nhân loại chốc chốc bay qua bầu trời thành phố nhân loại dân chúng bình thường trên địa cầu hơi giật mình hạm đội gia tộc nạc lam sơn bây giờ đang dựa theo kế hoạch xuống tay trên cả bốn phương diện phổ lạp đại nhân chúng ta nối với vài quái thú có gốc địa cầu phát hiện ra một vùng biển kỳ dị hơn nữa khu vực đó chính là nơi mà rất nhiều bộ sách trên địa cầu đề cập hải vực bermuda ba gã tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 8, cung kính dẫn đường phía trước phổ lạp tướng mạo tuấn mỹ cũng đi theo sau Bermuda, danh khí quá lớn trên địa cầu. Trên địa cầu rất nhiều bộ sách đều giới thiệu về nó. Hạm đội gia tộc Nạc Lam Sơn cũng scan gần hết mọi bộ sách trên địa cầu rồi, nên cũng biết về Bermuda. ầm ầm, bốn người cùng nhảy vào giữa nước biển, nhanh chóng chìm xuống dưới. Phổ lạp đại nhân, nhìn, bên kia. Ba tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 8 có vẻ kích động. Phổ lạp nhìn lại. Xa xa mơ mơ hồ hồ có một màn trắng khổng lồ, càng đến gần, cái bóng màu trắng mơ hồ cũng càng thêm rõ ràng đây là một tòa kim tự tháp vô cùng cao lớn cao hơn bất kỳ cao ốc chọc trời nào trên địa cầu bản thân kim tự tháp này không hề có một vết xước hoặc dấu vết mục nát nào đến cả bù lầy rong tảo cũng không hề có chân bóng như mới phổ lạp đại nhân kim tự tháp màu trắng bạc cao một nghìn hai trăm thước tất cả lơ lửng trong nước biển một tinh thần niệm sư da đen hơi mập giải thích kim tự tháp đôi mắt phổ lạp lóe sáng không khỏi bay đến gần vân tay run rẩy cẩn thận xoa lên bề ngoài kim tự tháp cái quỷ dị chính là cả kim tự tháp màu trắng thậm chí không tìm thấy mối nối của kim loại nào cả như kim tự tháp màu trắng bạc cao một nghìn hai trăm thước do đúc mà thành cái này cái này cái này mắt phổ lạp càng ngày càng sáng thân thể du lên đây là đại bảo tàng đại bảo tàng đôi mắt phổ lạp như sung huyết vô cùng kích động kim tự tháp màu bạc khổng lồ lơ lửng giữa hải vực sâu thẳm bermuda kim tự tháp màu bạc cao một nghìn hai trăm thước mặc dù đã ở dưới biển mấy vạn năm rồi nhưng thời gian không hề lưu lại chút dấu vết gì trên thân nó đây là phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới phổ lạp chấn động vạn phần tộc nhân loại mặc dù được gọi là một trong tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông nhưng vẫn có một vài tộc quần có thể đứng ngang hàng với tộc nhân loại tộc cơ giới là một trong số đó nói đúng ra một người trong tộc cơ giới đều là sinh mạng trí năng cả tộc cơ giới phát triển khoa học kỹ thuật tới trình độ khó tin hơn nữa mỗi một người của tộc cơ giới đều là tuyệt thế cường giả. Vì khác với nhân loại, cần phải từ từ tu luyện, sinh mạng trí năng chỉ cần có một thân thể cường đại có thể phát huy sức mạnh, kỹ năng chiến đấu có trong trí năng là lập tức trở thành tuyệt thế cường giả. Theo lý thuyết, sinh mạng trí năng mạnh đến đâu cũng không thể trở thành bất hủ, nhưng tộc cơ giới lại đánh vỡ nguyên tắc này, trong chủng tộc họ đích xác có những tồn tại có thể so với bất hủ. Như người đã chết lúc trước trong vẫn mặc tinh hào. Tộc cơ giới Tộc cơ giới khoa học kỹ thuật phát triển nhất. Đôi mắt phổ lạp lóe sáng, rất nhiều khoa học kỹ thuật của tộc nhân loại trong vũ trụ, chúng ta đều là lấy được từ tộc cơ giới cả. Phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới, bình thường thấp nhất cũng là cấp 100, ta thấy cái này rất có thể là cấp 500 hoặc cao hơn. Phổ lạp không thể phân rõ, không giống với kim loại nhân loại, việc lợi dụng hợp kim tương đối dễ hiểu, dễ dàng nhận ra họ dùng kim loại gì, hợp kim gì, nhân loại căn bản không thể phân chia được phi thuyền vũ trụ do tộc cơ giới kiến tạo như thế nào, theo cảm giác, chính là một loại vật chất mới nào đó. Phi thuyền tộc cơ giới cấp 500 bình thường sẽ được nhân loại nhận định là cấp D9 luôn, là thứ cấp bậc tốt nhất. Một phi thuyền tộc cơ giới giá rất đắt, đắt hơn phi thuyền nhân loại chế tạo cung cấp nhiều. Cửa vào, cửa vào ở đâu? Phổ lạp vội kêu lên. Phổ lạp đại nhân, cửa vào ở bên kia, nhưng cửa vào rất nguy hiểm, chúng ta đã mất vài thứ binh khí rồi. Đương nhiên rồi phổ lạp vô cùng kích động bay thẳng tới đó cửa vào phi thuyền kim tự tháp ở gần đáy đó là một thông đạo hình tam giác xinh đẹp nhìn như mở ảo cửa khoang đã bị mở ra từ lâu nhưng không thể đi vào kiểm tra cường độ công kích phổ lạp lật tay trong tay xuất hiện một thanh bình khí dự phòng mà hắn lúc trước đã dùng đó là một thanh kiếm rất dài hắn tiện tay ném luôn vào đó mũi kiếm ném vào trong thông đạo hình tam giác xoẹt ba lưu quang mở ảo từ ba mặt vách tường thông đạo hình tam giác kéo dài ra rồi sau đó trong nháy mắt quét qua thanh kiếm thanh kiếm sắc bén cứng rắn vô cùng chỉ miễn cưỡng phát ra một tiếng xoẹt rồi hóa thành vô số bụi bặm hoàn toàn biến mất hay lắm phổ lạp kinh hỉ kêu lên đến cả binh khí có độ cứng c 2 mà cũng dễ dàng hủy diệt có nghĩa là gì có nghĩa là vũ giả cấp vũ trụ bậc hai bình thường cũng không đỡ được công kích này càng mạnh càng tốt phổ lạp đôi mắt lóe sáng ném ra thanh binh khí dự phòng thứ hai cũng là một thanh kiếm binh khí dự phòng này đều không đáng tiền lúc trước là binh khí nguyên lực bây giờ là binh khí niệm lực xoẹt xoẹt lần này mũi kiếm bị ba luồng lưu quang quét đến khẽ rung động mở ảo vỡ ra một chút nhưng tốc độ hư hỏng rất chậm cấp c 5 rất khó phá phổ lạp khẽ gật đầu nụ cười tươi như hoa tốt lắm cực tốt một phi thuyền vũ trụ công kích mạnh nhất tuyệt đối không phải ở nơi công kích bị động chỗ cửa vào vì loại phòng ngự bị động cửa vào này phải duy trì liên tục Ngăn không cho qua cửa thông đạo vào trong, do đó nhất định không thể có công kích quá mạnh. Tỷ như Hắc Long Sơn X81, công kích ở cửa vào cũng chỉ có thể giết chết được cấp hành tinh cấp 2 cấp 3 bình thường mà thôi, nhưng pháo laser của nó lại là cấp B6. Thông đạo cửa vào mà lực công kích đã mạnh như vậy rồi. Phi thuyền này thấp nhất cũng là phi thuyền cấp 500, rất có thể là phi thuyền cấp E. Đôi mắt phổ lạp lóe lên. Nếu là cấp 500, phi thuyền tộc cơ giới cấp 500 có thể so với phi thuyền cấp D9 nhân loại rồi. Phổ lạp rất kích động, phi thuyền mỗi lần lên một cấp bậc đều rất ghê gớm, phi thuyền đường kính trăm mét, như phi thuyền Hắc Long, là cấp C5. Cấp C5 loại rẻ, đường kính trăm mét, giá vài ức, còn cấp C9, cho dù là thuần túy hợp kim, cũng phải gần trăm ức đồng Hắc Long. Dù sao nói về lực phòng ngự, C9 vẫn mạnh hơn mấy chục lần C5. Về phần cấp 500, cường giả cấp vũ trụ và vực chủ phần lớn đi phi thuyền vũ trụ cấp này tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Nạc Lam Sơn đi một chiếc phi thuyền cấp D5, lúc đó bỏ ra 200 ức đồng càn vu. D1, phải hơn ức đồng Hắc Long. D9, cho dù là hợp kim, cũng phải gấp ngàn lần, có thể nói, phải bán vài chục tới cả trăm tinh cầu có sinh mạng mới mua được. Do đó đối với vực chủ cũng là rất quý, đương nhiên, giá đó chỉ là loại đường kính trăm mét thôi, còn kim tự tháp D9 mà cao tới 1.200 thước thì cần sử dụng nguyên liệu nhiều hơn nhiều, giá sẽ còn cao hơn nữa. Có thể nói, đại đa số vực chủ đều không mua nổi. Cấp D9, đường kính 100 thước, gia tộc Nạc Lam Sơn chúng ta đã coi như táng gia bại sản mới mua nổi. Loại cao đạt tới 1.200 thước, tài sản cả gia tộc cộng lại cũng kém xa. Đôi mắt phổ lạp lóe sáng. Nếu kim tự tháp này là cấp E. 5 phút sau, vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn. Trong đại sảnh một gian nhà, tám thân truyền đệ tử sóng vai đứng đó, trước mặt hiện lên màn hình trên màn hình là tộc trưởng đương nhiệm ngự kha nạc lam sơn sư phụ phổ lạp hăng hái kích động vạn phần ta vừa phát hiện trong hải vực trên địa cầu này tộc cơ giới trên màn hình tộc trưởng cũng sửng sốt dạ sư phụ hơn nữa phi thuyền tộc cơ giới cao tới một nghìn hai trăm thước thấp nhất cũng phải là cấp năm trăm đó là đại đa số cường giả vực chủ cũng không mua được có thể tưởng tượng được nó quý như thế nào mà lại là phi thuyền tộc cơ giới cấp năm trăm được hoan nghênh nhất hơn nữa cao tới 1.200 thước. Đây là, đây là, đôi mắt ngự kha nạc Lam Sơn cũng lóe sáng lên. Sư phụ, một thanh niên tuấn Mỹ cao giọng nói. Không chỉ riêng như thế, chúng ta còn phát hiện trên địa cầu, không lâu trước địa cầu từng gặp phải công kích của thôn vệ thú. Trên thực tế thôn vệ thú này chính là kim giác cự thú, loại tinh không cự thú cực kỳ chân quý hiếm thấy, nổi tiếng về bạo ngược giết chóc. Đương nhiên, kim giác cự thú lúc đó chỉ là cấp hàng tinh bậc một, thuộc loại ấu thú. Ấu thú kim giác cự thú. Ngự Kha Nặc Lam Sơn khiếp sợ. Một con ấu thú kim giác cự thú, nếu còn sống, giá đắt hơn phi thuyền tộc cơ giới cấp 500 rất nhiều lần, có lẽ phi thuyền tộc cơ giới cấp em mới có thể so với ấu thú kim giác cự thú. Đối với gia tộc Nặc Lam Sơn, thì đó quả là một bảo tàng khổng lồ. Nhưng nghe nói ấu thú kim giác cự thú đã bị giết, chúng ta đang tìm thi thể nó." Thanh niên Tuấn Mỹ nói. "Bị giết rồi." Ngự Kha trợn mắt, lập tức hít sâu một hơi. Hắn cũng biết mình thất thố, lập tức nhìn chằm chằm vào phổ Lạp. "Phổ Lạp, dữ liệu thu thập mẫu sao rồi?" "Ta vừa chuẩn bị hồi báo, dữ liệu thu thập mẫu đã giải quyết xong." Phổ Lạp nói. "Tốt lắm." Đôi mắt Ngự Kha lóe sáng, lập tức cử một phi thuyền loại nhỏ mang theo dữ liệu, mẫu vật và ghi chép về tọa độ đến Bích Nham tinh xin mua tinh cầu, tinh cầu này phải là của gia tộc Nặc Lam Sơn chúng ta, tuyệt đối, tuyệt đối không thể bị người khác đoạt đi. Còn nữa, tất cả mọi thứ ở đó phải giữ bí mật, dùng chế độ bí mật cấp cao nhất. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất. Dạ. Tám thân truyền đệ tử hô vang dội. Trên địa cầu phòng trừng còn có bảo tàng khác, hiểu rõ địa cầu nhất, chính là nhân loại địa cầu. Các ngươi lập tức dùng phương pháp nhanh nhất khống chế nhân loại địa cầu cho ta, chọn sách lược nhu hòa. Ngự Kha nói. Rõ. Tám thân truyền đệ tử cao giọng đáp. Tốt lắm rất tốt ngự kha quả nhiên rất kích động một phi thuyền đối với một vực chủ cũng có thể nói là vô cùng xa xỉ mà lại là cấp 500. một ô thú tinh không cự thú đỉnh cao khi trưởng thành nhất định có thể trở thành giới chủ đối với gia tộc nạc lam sơn mà người mạnh nhất cũng chỉ là cấp vũ trụ cấp 9 thì hai bảo vật này đích xác đủ để làm họ hơi choáng váng hoa hạ quốc căn cứ thị kinh đô thiên tân thành mặc dù hạm đội vũ trụ ngoài hành tinh đã đáp xuống nhưng người thường vẫn sống như cũ nhân loại trên địa cầu xin chào Chúng ta là người gia tộc Nạc Lam Sơn đến từ trong vũ trụ. Chúng ta đến đây rất thân thiện, đừng hoài nghi về sức mạnh của chúng ta. Máy truyền hình, máy vi tính trong từng nhà, trong nháy mắt xuất hiện cùng một hình ảnh. Một nam tử tuấn Mỹ hai tay nhọn, quỷ quái như trong truyền thuyết, nói ra những ngôn ngữ kỳ dị. Cạnh hắn còn tự động phiên dịch ra tiếng Hán, tiếng Anh. Xem kìa, đây là đại lục Úc Châu trên địa cầu các ngươi. Chỉ cần một quyền, một dãy núi đã bị hủy diệt. Chỉ cần một quyền, cả một hòn đảo sẽ không còn nữa trên màn hình không ngừng thay đổi chiếu cảnh chín cấp hàng tinh cấp 9 biểu diễn nhìn thấy cảnh đáng sợ một cấp hàng tinh cấp 9 một quyền đấm bay một hòn núi cao sóng xung kích mãnh liệt lan đến ra trên trăm km mọi người trên địa cầu đều ngần ngơ đây tuyệt đối đáng sợ hơn của quyết chiến đỉnh cao giữa hồng lôi thần với thôn vệ thú một quyền lan ra trên trăm km đây quả thực chính là một loại vũ khí hạt nhân đương lượng cực lớn đương nhiên nam tử tuấn mỹ phổ lạp gương mặt như quỷ quái vẫn mỉm cười nói với toàn nhân loại trên địa cầu. Chúng ta tới với thiện ý, sau đó sẽ không công kích bất kỳ thành phố nào. Trên địa cầu các ngươi tổng cộng có 5 đại quốc, 25 căn cứ thị. Một giờ sau, chúng ta sẽ để trên đường quảng trường, ở từng căn cứ thị trên địa cầu các ngươi, 10 thi thể quái thú vương cấp, mỗi thứ một loại. Nếu chúng ta muốn, một giờ sau địa cầu sẽ bị hủy diệt. Phổ Lạp mỉm cười nói. Chúng ta tới với thiện ý, nhưng lãnh đạo địa cầu các ngươi chỉ đem những tình anh trốn vào những pháo đài sắt thép. Điều này làm cho chúng ta rất buồn. Ta hy vọng, lãnh đạo địa cầu các người có thể hữu hảo tiếp xúc với gia tộc Nạc Lam Sơn chúng ta, tôn trọng người đến từ vũ trụ chúng ta, cũng là loại người ngoài hành tinh theo cách nói của các ngươi một chút. Nếu lãnh đạo địa cầu các ngươi không tôn trọng, cự tuyệt thiện ý của chúng ta, vậy chúng ta sẽ không ngại dùng cách dã man để chinh phục các ngươi. Phổ Lạp mỉm cười. Cho địa cầu các ngươi thời gian 12 giờ, thương lượng cho tốt đi. Nếu 12 giờ sau, chúng ta không nhận được tôn trọng tối thiểu của lãnh đạo trên địa cầu các người, chúng ta sẽ vận dụng phương pháp dã man, mới một giờ sẽ hủy diệt một căn cứ thị của các người. ầm ầm những lời phổ báng vừa nói trên tivi trên mạng như một quả bom, khinh khí vạn ức tấn đường lượng nổ tung trên địa cầu, làm rung chuyển toàn nhân loại địa cầu. 12 giờ nhân loại địa cầu chỉ có 12 giờ hội nghị chuẩn bị, nếu muộn một giờ là một căn cứ thị bị hủy diệt, một căn cứ thị bình thường đều có trên một ước dân cư rồi những người ngoài hành tinh thường xuyên bay lượn trên không, thỉnh thoảng triển lộ ra sức mạnh cường đại vô cùng. Lại thấy thi thể quái thú vương cấp như những con kiến bị ném trên đường phố, quảng trường căn cứ thị. Lúc này toàn nhân loại đều rối loạn. Vốn bây giờ các lãnh đạo các căn cứ sinh tồn trên địa cầu cũng bắt đầu rối loạn. Các người bắt đầu bối rối rồi. Phản bội nhân loại, trên 60 ức đó, các người thấy họ bị diệt vong sao? Các người vì tinh anh, bỏ qua sinh mạng trên 60 ức người sao? La Phong, Hồng lôi thần ai biết họ khi nào mới có hồi âm ta phản đối ta phản đối người ngoài hành tinh không nhất định đều hung tàn cả tỉnh táo đừng bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của gia tộc nặc lam sơn lừa gạt đó là dối trá là giả chờ chúng ta vừa mở ra căn cứ sinh tồn họ xông vào chúng ta có hối hận cũng đã muộn họ vô cùng cường đại muốn hủy diệt địa cầu cũng rất dễ dàng họ có cần phải làm thủ đoạn giả nhân giả nghĩa không lãnh đạo tinh anh địa cầu chúng ta có nghĩa gì với họ chứ có nghe không? Họ nói, đến lúc đó mà chúng ta không ra, không theo tiếp xúc với họ, một giờ sẽ hủy diệt một căn cứ thị trên nước nhân loại đó. Xin mọi người nghĩ kỹ, một khi trên bỏ phiếu trên 2 phần 3 thông qua, vậy chúng ta sẽ chấp hành. Ta mong các vị tham dự hội nghị thận trọng khi bỏ phiếu. Mỗi một phiếu đều quyết định tới vận mạng của trên 60 ước nhân loại bên ngoài. Đúng rồi, trên 60 ước. Xin đợi thêm một lát, ba người La Phong đều đang ở tinh cầu xa xôi khác, cố gắng cho chúng ta căn cứ sinh tồn này là do họ mang đến xin phải tin họ một khi chúng ta cúi đầu một khi sai lầm thì cả nhân loại địa cầu sẽ chìm vào trong bóng đêm vô tận ta không thể dương mắt thấy trên 60 ức nhân loại bị đồ lục như vậy 60 ức đó con số này sẽ làm ta sụp đổ mất khi trong căn cứ sinh tồn mọi người đang rối loạn ngoài các đại căn cứ thị cũng loạn như cào cào phản đối kháng nghị biểu tình tập thể còn có một vòng người gần như điên cuồng bắt đầu thừa dịp loạn mà ra tay cướp bóc đập cửa hàng vân vân. Còn có ngàn vạn người quỳ xuống cầu xin, cầu xin lãnh đạo địa cầu cứu bọn họ, đi ra đàm phán với đám người ngoài hành tinh. Còn có người kêu lên đó là mưu kế của người ngoài hành tinh, tóm lại, vô cùng hỗn loạn. La Phong, La Phong, mau mau gọi đi. Từ Hân phát ra thông tin gọi La Phong, lúc này, chung quanh nàng có cha mẹ thân nhân La Phong, cũng có một vài lãnh đạo quốc gia. Không ít người đang chờ. Tình không xa xôi, ba người La Phong có thể truyền về một tin tức tốt lành nào đó. Bích Nham Tinh, Công Sở Đế Quốc. 3 giờ 29 phút, tất cả đã được giải quyết xong, không phụ lòng La Tiên Sinh. Quan chức mỉm cười đứng dậy, chán đấm mồ hôi do sự lo lắng bận rộn nãy giờ. Chúc mừng ngươi, La Phong Tiên Sinh, từ giờ trở đi, ngươi chính là lãnh chúa của địa cầu. À, ta nên đổi cách xưng hô lãnh chúa đại nhân chứ. Chúc mừng ngươi, lãnh chúa đại nhân. Cảm ơn. La Phong mỉm cười nói, trong lòng vô cùng hưng phấn, hồng, lôi thần bên cạnh cũng không thể che giấu vẻ kích động làm xong thủ tục cũng thông báo tin tức công dân hắc long sơn đế quốc la phong đã thành lãnh chúa tinh cầu chúng ta mau mau ly khai bích nham tinh lập tức trở về đúng lập tức liên lạc với địa cầu ba người la phong hồng lôi thần dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bến đỗ tinh cầu bích nham tinh đáp trước phi thuyền vũ trụ màu xám bạc của họ ly khai bích nham tinh bắt đầu tiến hành xuyên toa vũ trụ trong ám vũ trụ phi thuyền đang không ngừng di chuyển ba người la phong hồng lôi thần đều đang ngồi trong khoang mình tiến vào mạng vũ trụ giả định vũ trụ giả định đảo hắc long sơn ba người la phong hồng lôi thần bỗng xuất hiện trên một đám người trên đường phố rộng lớn những người khác nhìn nhìn ba người tựa hồ hơi khinh thường vì trong vũ trụ giả định chỉ có người không có bất động sản mới có thể khi lên mạng là xuất hiện thẳng trên đường còn người có bất động sản sẽ đi ra từ nhà mình tam tử chúng ta cũng có tiền rồi lát nữa mua một căn phòng ở vũ trụ giả định đi lôi thần không kìm được nói nhỏ trên địa cầu hắn vốn cao cao tại thượng thế mà trong vũ trụ giả định lại bị người ta khinh thường lúc trước thiếu tiền không thể mua lung tung bây giờ thì được lát nữa mua một căn to la phong gật gật đầu trong vũ trụ giả định một khi mua nhà đến lúc đó có thể nói số cho bạn bè mình một khi lên mạng có thể xuất hiện thẳng ở giữa căn nhà đó nếu không nói tỉ như la phong và từ hân vì hai người một người trên địa cầu một người ở tinh không xa xôi khi hai người đồng thời tiến vào vũ trụ giả định thì sẽ không xuất hiện trên cùng một con đường trừ phi hồng lôi thần la phong cả ba người đều đang ở chung với nhau thì mới xuất hiện cũng một chỗ việc này lát nữa tính chúng ta mau mau liên lạc với địa cầu hồng nói Ưm. la phong gật đầu ba người nhanh chóng tìm một nhà hàng bên cạnh vào một phòng riêng rồi lập tức bắt đầu liên lạc với địa cầu chợt hiện lên một màn hình trên màn hình xuất hiện ảnh từ hân la phong từ hân lộ ra vẻ vui mừng từ hân hiện trên địa cầu sao rồi ba người la phong hồng lôi thần đều nhìn vào màn hình rất gay go từ hân lo lắng nói các người xem đoạn video này nhé người bình thường mà tiến vào mạng vũ trụ giả định đều phải dùng phụ trợ quang não thậm chí trí năng quang não từ hân mặc dù dùng mũ cảm ứng ý thức loại rẻ tiền đề vào vũ trụ giả định nhưng công hiệu vẫn mạnh hơn máy vi tính bình thường trên địa cầu nhiều từ Hân chuyển đoạn video trên địa cầu vào vũ trụ giả định, rồi sau đó chuyển đi. Đây là gia tộc Nạc Lam Sơn, trực tiếp truyền hình trên tất cả TV, hệ thống mạng địa cầu. Từ Hân giải thích. Tu. Oh. Video bắt đầu truyền. Nhân loại trên địa cầu, xin chào. Chúng ta đến từ gia tộc Nạc Lam Sơn trong vũ trụ. Chúng ta tới rất thân thiện, đừng hoài nghi sức mạnh của chúng ta. Lúc trước đoạn video truyền khắp từng nhà trên địa cầu, bây giờ được phát lại cho ba người La Phong, Hồng lôi thần, la phong, hồng. Lôi thần đều là tinh anh trên địa cầu, không ai ngu cả. Xem xong nội dung video là biết ngay tình huống rất gay go. La Phong Từ Hân liền nói Bây giờ rất loạn, lãnh đạo toàn thế giới đang ở 6 đại căn cứ sinh tồn, đều có ý kiến rất tương phản, bên ngoài hơn 60 ước dân cư, đang hoàn toàn trong bạo loạn. La Phong Hồng Lôi thần cao mày, họ đương nhiên hiểu rõ đoạn video đó sẽ tạo ra một cơn bão như thế nào. Em dâu Hồng thấp giọng, trầm giọng. Video nói là cho nhân loại địa cầu 12 giờ, bây giờ đã là bao lâu rồi? Lúc trước là 0 giờ 9 phút. Từ Hân lập tức nói, "Được, nửa giờ sau chúng ta sẽ liên lạc lại." Hồng nói, "Tu." Thông tin đã tắt. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn nhau. Bây giờ Tam Tử đã là lãnh chúa địa cầu, dùng luật mà chấn nhiếp gia tộc Nặc Lam Sơn hẳn là hữu dụng." Lôi Thần nói, "Ừm." họ chỉ một đại gia tộc ở tạp la đế quốc đối mặt với tồn tại như hắc long sơn đế quốc hồng gật đầu nói họ tuyệt đối không dám vi phạm đâu ta hiểu la phong cũng đồng ý nhưng ta nghĩ chỉ dựa vào pháp luật cũng mới là một mặt tốt nhất chúng ta tự thân phải có thực lực mạnh do đó ta nghĩ xem có mua được một nô lệ cấp vũ trụ bậc một không nô lệ cấp vũ trụ hồng lôi thần đều trừng mắt ta chỉ đang nghĩ chứ chưa quyết định la phong suy nghĩ nếu nói giá của nô lệ cấp vũ trụ bậc một trong phạm vi chịu được thì cũng là một chuyện tốt dù sao vũ lực mạnh thì mới tự tin được hồng lôi thần đều gật đầu trong vũ trụ mặc dù có pháp luật nhưng pháp luật cũng chỉ là tương đối về pháp luật của hắc long sơn đế quốc cũng chỉ có ý nghĩa với gia tộc nạc lam sơn thôi vì gia tộc nạc lam sơn quá yếu so với hắc long sơn đế quốc nếu là sư phụ la phong chủ nhân vẫn mặc tinh cứ cướp đoạt tinh cầu này hắc long sơn đế quốc cũng chẳng dám nói một tiếng nào vũ lực tự thân mạnh mới tự tin được. La Phong gọi điện thoại cho tên chủ quản nhà buôn nô lệ lúc trước ở cầu Long Tinh. Không hổ là thương nhân, chỉ vài giây gọi điện thoại mà đã chuyển được. Trên màn hình xuất hiện một nam nhân tóc xanh lá, vóc người gầy gò, mặt rất nhiệt tình, nụ cười vô cùng thân thiện. La Phong tiên sinh, rất vui khi người tìm ta, quả là rất vui. Nam nhân tóc xanh nhiệt tình vô cùng. Ngột lạt. La Phong cười hỏi. Lần này ta tới, là muốn hỏi một câu lão bản các người có nô lệ cấp vũ trụ không nô lệ cấp vũ trụ nam nhân tóc xanh trừng mắt nô lệ cao nhất chính là cấp vũ trụ mà thôi nếu muốn có một nô lệ cường giả cấp vũ trụ đầu tiên phải bắt sống sau đó dưới dưới tình huống đối phương không thể phản kháng mà cấy vào một chiếc sinh vật muốn làm tới mức độ đó không chỉ cần có thực lực mạnh hơn đối phương là được còn cần có rất nhiều thứ phối hợp xem thử có thể tìm được rồi có hàng nam nhân tóc xanh nhìn la phong la phong hỏi nô lệ cấp vũ trụ cấp một giá bao nhiêu tiền vài vạn ức đồng hắc long thậm chí khi chính thức giao dịch bình thường khi thanh toán phải dùng càn vu tệ nam nhân tóc xanh nhắc nhở la phong báo số đi la phong hỏi nam nhân tóc xanh liếc mắt nhìn la phong vẻ bất ngờ hắn lần đầu tiên gặp la phong đã cảm giác la phong tuyệt đối là người được giáo dục rất xuất sắc khí chất cũng không bình thường nhưng không ngờ dám hỏi về giá nô lệ cấp vũ trụ tuyệt đối không phải là người bình thường có thể bỏ ra mua được Mười vạn ức đồng hắc long trở lên, chừng một trăm ức đồng càn vu. Nam nhân tóc xanh nói, giá này, mẹ nó, La Phong thẩm mắng một tiếng. Coi như ta không hỏi. La Phong trả lời rất đơn giản. Ngột lạt, dành nói chuyện thêm, ta còn có việc. Ha ha, khi nào có thời gian, La Phong tiên sinh cứ gọi ta. Nam nhân tóc xanh vẫn rất nhiệt tình, thương nhân mà, đều phải như thế cả. Hắn hiểu rõ, khách hàng như La Phong, bình thường phải hầu hạ cho tốt. Làm cho người ta vui vẻ cao hứng Không biết chừng khi nào thì sẽ một cú làm ăn lớn Một cú mua cũng đủ để cho bọn họ lãi to Tu Thông tin đã tắt Trong căn phòng riêng Ba người la phong, hồng, lôi thần nhìn nhau Giá đắt thế à Ta còn tưởng rằng Hai ba vạn ức đồng hắc long là có thể mua được Sư phụ la phong cho hắn một khoản tiền Một trăm ức đồng càn vu Mua địa cầu mất ba vạn ức đồng hắc long Nếu dùng đồng càn vu chi Chỉ cần hai mươi ức đồng càn vu hiển nhiên hắc long sơn đế quốc rất muốn có nhiều đồng càn vu bây giờ tài sản của la phong cũng khoảng 79 mươi ức đồng càn vu còn thêm vài ức đồng hắc long lẻ nữa đã thấy ớn hồng lôi thần cũng gật đầu ha ha la phong người ngu quá muốn mua nô lệ cấp vũ trụ ư thanh âm sắc nhọn tà ác cất lên chính là ba ba tháp trên vai la phong ngươi phải biết rằng một cường giả cấp vũ trụ gia nhập vào một đế quốc có thể được tới mười mấy tinh cầu mặc dù đều là tinh cầu có sinh mạng bình thường, nhưng cộng lại cũng đáng giá cả 10 vạn ước đồng hắc long. Mặc dù cấp vũ trụ bậc 1 là cấp vũ trụ yếu nhất, nhưng cũng phải 10 vạn ước đồng hắc long trở lên. Đây là cấp vũ trụ bậc 1, nếu là cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 6, cấp 7, mẹ nó còn ghê gớm hơn nhiều. La Phong giật mình, lập tức nói vẻ bất mãn. Người sao không nói sớm? Ta vừa rồi chơi trò chơi giả định mà, khoái hơn nói chuyện với các ngươi nhiều. Ba ba tháp đắc ý trò chơi giả định ba người la phong hồng lôi thần phải biết phải nói gì có mất tiền không la phong không kìm được hỏi chơi trò chơi giả định thì mất bao nhiêu chơi một trăm vạn năm chỉ một ức đồng hắc long cũng đủ rồi đối với ngươi thì chỉ là số lẻ mà thôi ba ba tháp nói vẻ không quan tâm làm cho la phong càng không biết phải nói gì phụ trợ quang não khác trí năng quang não dù thông minh tới mấy cũng sẽ không tự tiện làm gì khi không được chủ nhân cho phép còn ba ba tháp đã tiến hóa thành sinh mạng trí năng nó có tình cảm cũng có thể cảm ngộ cũng có thể tự mình đưa ra quyết định không khác gì người bình thường do đó nó mới thích chơi trò chơi nó cũng là trợ lý giả định cho la phong mỗi một người khi tiến vào vũ trụ giả định đều có trợ lý giả định trong vũ trụ giả định có rất nhiều thao tác cơ hồ đều phải thông qua trợ lý giả định do đó ba ba tháp chuyên ở trong vũ trụ giả định mọi việc ở đây đương nhiên la phong hạ lệnh cho trợ lý giả định làm đương nhiên nó được phép dù sao có ai như la phong sử dụng sinh mạng trí năng làm trí năng quang não trong phụ trợ quang não chứ tốt lắm la phong người bây giờ đã thành lãnh chúa địa cầu rồi cứ trực tiếp chứng minh quyền sở hữu lãnh địa do đế quốc chia cho người thông qua mạng vũ trụ giả định phát sóng tới địa cầu sau đó tiến hành công khai truyền hình trực tiếp cho tất cả quốc gia trên địa cầu hơn nữa đưa hiến pháp của hắc long sơn đế quốc chương nói về bảo vệ lãnh địa ra truyền hình luôn gia tộc nặc lam sơn dù sao cũng là một tiểu gia tộc ở trong hắc long sơn đế quốc không dám vi phạm đâu ba ba tháp nói rất thẳng đương nhiên đầu tiên ngươi phải ghi lại những hình ảnh của họ trên địa cầu nếu họ dám vi phạm hiến pháp đế quốc đó là tội chết ba ba tháp nói rất tự tin ba người la phong hồng lôi thần nhìn nhau họ thật sự đã chuẩn bị dùng chiêu này nhưng chưa nghĩ cẩn thận các bước cứ như vậy mà làm đôi mắt la phong lóe sáng tiểu gia hỏa ngươi hiểu rõ hiến pháp đế quốc như vậy à lôi thần kinh ngạc vuốt đầu ba ba tháp đừng vuốt đầu ta cũng đừng gọi ta là tiểu gia hỏa phải gọi ta là ác ma đại nhân hiểu không ác ma ba ba tháp lướt nhìn lôi thần rồi sau đó nhắm mắt lại không để ý nữa tiếp tục chơi trò chơi giả định của nó ở hư không năm vạn năm có thể tiến vào vũ trụ giả định ác ma ba ba tháp sao có thể coi thường được chứ về phần an nguy của địa cầu hắn chẳng quan tâm đối với ác ma ba ba tháp mà nói cái đó không có ý nghĩa gì nhiều lắm nhiều nhất cũng chỉ vì quan hệ với la phong mà nó bày mưu tính kế một chút thôi dựa theo ba ba tháp nói la phong nhanh chóng bắt đầu thu video còn đưa ra những tư liệu chứng minh của hắc long sơn đế quốc cấp cho mình cứ như vậy đi la phong nhìn về phía hồng lôi thần ừm không thành vấn đề lôi thần suy nghĩ rồi gật đầu khẳng định được tới giờ rồi hồng cũng gật đầu ta sẽ phát ra đầu tiên, phần sau thì giao cho địa cầu tiến hành thao tác. La Phong hít sâu một hơi, liền bắt đầu gọi điện thoại, gọi số của Từ Hân. Ngân Hà, địa cầu. Cường giả gia tộc nặc Lam Sơn nhanh chóng phi hành khắp các ngóc ngách trên địa cầu, đặc biệt là hơn 1.000 cấp hàng tinh. Nói về tốc độ, có rất nhiều người còn nhanh hơn thôn vệ thú năm đó. Một tinh cầu có sinh mạng bán kính gần 6.400 km, họ bay quanh đó một vòng là việc rất bình thường. Địa cầu, Hoa Hạ Quốc, khu vực thần long giá quá khó tin trời đây là cái gì tám đại thân truyền đệ tử kể cả phổ lạp còn có không ít nặc lam vệ cấp hàng tinh cấp 9 đều khiếp sợ nhìn thần long giá viên cầu khổng lồ bao phủ trong độc khí đang không ngừng phát ra độc khí đáng sợ đường kính viên cầu khổng lồ trên 800 trăm mét đây là khái niệm gì quả thực là một quả núi tròn hơn nữa độc khí phát ra làm cho hai cấp hàng tinh lúc trước tới thăm dò một là cấp hàng tinh cấp 3, một là cấp hàng tinh cấp 5, đã trúng độc mục nát trong nháy mắt. Khẳng định là bảo bối. Đám người đều nhìn chăm chăm vào món đồ lạ mắt hình cầu cổ quái, phun ra độc khí có thể giết chết cấp hàng tinh. Đây tuyệt đối không phải là món đồ bình thường. Tu, tu, tu. Trong nháy mắt, phụ trợ quang não của tám đại đệ tử đều vang lên thanh âm tu tu. Đại nhân, bầu trời căn cứ sinh tồn hoa hạ quốc địa cầu xuất hiện hình ảnh khổng lồ. Các ngươi xem này. Phụ trợ quang não của tám đại thân truyền đệ tử đều xuất hiện cảnh đó. Lúc này, máy truyền hình từng nhà trên địa cầu hệ thống mạng đều trong nháy mắt chuyển hình ảnh đồng thời ở bầu trời trên sáu đại căn cứ sinh tồn ở hoa hạ quốc ấn độ quốc đều thông qua căn cứ sinh tồn giữa không trung phóng ra màn chiếu ba chiều giả định hình ảnh khổng lồ chiếu giữa không trung hình ảnh ba chiều hình ảnh khổng lồ cho dù ngoài trăm dặm cũng có thể thấy được gia tộc nặc lam sơn đế quốc tạp la chào các ngươi ta là la phong không lâu trước đây tinh cầu địa cầu này đã trở thành lãnh địa của ta Thanh âm vang vọng trên TV từng nhà, máy vi tính trên địa cầu, thậm chí còn xuyên qua cả sóng truyền thanh quốc gia, vang vọng khắp bầu trời địa cầu. Đây là giấy chứng minh quyền sở hữu lãnh địa của Hắc Long Sơn Đế quốc trên địa cầu. Các thành viên gia tộc Nặc Lam Sơn vốn đang kiêu ngạo, hưng phấn, đắc ý, ai nấy đều chết lặng, hoặc là nhìn màn hình của mình, hoặc là nhìn lên trời cao, nơi có hình ảnh khổng lồ như thần linh trên màn hình là Phong đang đĩnh đạc nói chuyện bên cạnh hắn xuất hiện chứng minh quyền sở hữu lãnh địa. La Phong nói tiếng thông dụng vũ trụ rất chuẩn, phía dưới màn hình cũng có tiếng Hán, tiếng Anh. Là thật. Thật sự là giấy chứng nhận của Đế quốc ư? Trên địa cầu, thành viên của Nạc Lam Sơn gia tộc ở các nơi đều kinh ngạc đến ngây người. Trong màn hình khổng lồ, trong tay La Phong chợt xuất hiện một bộ sách giả định, đó là hiến pháp của Hắc Long Sơn Đế quốc, La Phong tỏ vẻ nghiêm túc, lật hiến pháp. Căn cứ vào hiến pháp của Hắc Long Sơn Đế quốc, quy định số 63 khi chưa được người quản lý tinh cầu cho phép mà tự tiện xông vào tinh cầu, được xem là tinh đạo. Gia tộc Nạc Lam Sơn các người lúc trước không biết tinh cầu này có lãnh chúa, cũng không tính là có tội. Bây giờ ta đã nói cho các người biết, đây là lãnh địa của ta. Ta là lãnh chúa địa cầu, yêu cầu các ngươi Trên chiếu hình khổng lồ, La Phong Nộ Thanh nói. Lập tức biến khỏi lãnh địa của chúng ta. Nếu không, gia tộc Nạc Lam Sơn các ngươi cứ đợi mà lĩnh lấy thân phận tinh đạo, bị đại quân Hắc Long Sơn đế quốc trình phạt trinh phạt trinh phạt trinh phạt trinh phạt trinh phạt trên địa cầu thiên thiên vạn vạn tivi gia đình máy vi tính còn có sóng truyền thanh làm thanh âm la phong như biển gầm vang vọng khắp các ngõ ngách trên địa cầu trên địa cầu bất luận là người ở nhà hay đang biểu tình kháng nghị hay đập phá cửa hàng cướp bóc lúc này ai nấy đều nhìn màn hình của mình hoặc nhìn màn hình lớn trên đường tất cả mọi người đều im lặng họ đều nhận ra nam nhân đĩnh đạc vững chãi đó là niềm kiêu hãnh của nhân loại địa cầu la phong kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh chuyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người